tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người ta dở khóc dở cười. Anh trai đi làm tóc, úi úi, hên quá nhịn lại được, nào ngờ đâu. Trời ơi. Cái ghế nó sụm từ từ, bà chị quay sang hướng mà không có kịp, làm cả đám được phen cười lăn cười bò. Quỷ bạn còn nhanh trí móc điện thoại ra chụp để dành chụp quê nữa chứ. Hên là chụp được cái đèn, không là nó quánh ba má nhận hỏng ra luôn quá. Tiếp theo, ông anh đang nằm ngủ ngon lành thì bất ngờ tình yêu gõ cửa. Chị gái phóng xe như bay, ủi thẳng lên giường ngồi chễm chệ. Ôi, cái định mệnh này, cứ nằm im, tình yêu sẽ đến là có thiệt nhưng quý vị. Còn đây, vô mánh rồi anh em ơi, con cá chép bự chảng đang hí hửng dớt lên á thì... Xin vĩnh biệt. Xui cho huynh, vợt nó lủng rồi á thì cá dạng bơi ra bể nước. Đã vậy còn bị cái vợt chụp vô đầu. Anh bắt cá, người mắc lưới là anh. Đúng là luật hoa quả không có chừa một ai mà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài và Tin 3 Phút Official để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào!